Đấy, gốc da xanh thì làm không hiệu quả. Ừ. Thế là chuyển sang cam đường. Ba lần rồi. Đấy, cũng chuyển đổi 3 lần rồi. Thế đất này, đất nhà con đây, nó rất thoát nước. Đây, đất thoát nước con phải làm như này. Thoát nước lắm. Đấy. Mới ghép từ tháng 12 năm ngoái, à tháng 11 năm ngoái. Đến tháng 12 là cắt ngọn, ghép để ghép gửi. Thân cây bưởi, cân da xanh ghép gửi, cắt đúng một tháng cắt ngọn. Chăm đến bây giờ là được của nó đúng được vừa tròn là 1 năm. Ừ. Đấy, tháng 12 mới được 1 năm. Đấy. Tới đây là bắt quả, sang năm là bây giờ phun ủ hoa rồi. Tất cả những cây của tôi với của ông là phun ủ hoa đều bằng nhau hết này. Tóm rồi đấy. Đây cây của ông là bây giờ sáng ra ông đã như này chưa? Nhìn thấy lá kiểu đứng lên chưa? Thế này không? Hiện tượng khác hơn không? Đấy bây giờ nó hiện tượng đến bây giờ là thấy là ủ hoa, thuốc ủ hoa bây giờ đang xít nước trên lá. Dưới này không tưới nước nữa, tập trung về không được tưới nước. Cứ để cho nó khô đi, mò thoải mái. Kia vừa tưới á. Bây giờ trở đi không được tưới. Hôm qua chú Linh chú bảo là tưới, anh không bảo không được tưới nữa. Của chú Linh không được tưới nữa. Trên độ ống rất cao. Hiểu chưa? Để không được tưới, cứ để nguyên đấy. Khi nào phải mò quất vào trông anh các chỉ cây cho chú xem để biết. Đấy đưa lại ông đúng này. Đấy cái này những cây da xanh của con làm đấy, không ạ? Đấy. Loại này bắt quả cực sai rồi, không phải đấy là gốc bưởi. Ông ghép da xanh. Bắt quả thì mạnh rồi. Cực sai rồi, nhưng mà không đẹp vào của ông. Không đẹp hơn rực rỡ đúng không con vẫn thừa nhận là thế. Còn cây này là nói bố Tiệu, cây này là cây bưởi hoàng. Bưởi hoàng thì mình dồng bưởi hoàng được 2 năm. Bưởi hoàng đất ao đấy, đất ao dầu, đất này đất ao to gì, đất này đất ao, đất ao là của tôi sâu 3 mét, ao tôi là sâu mét, nên tôi lấp cái đồ đán này mất 100 triệu. Thế tôi dồng bưởi hoàng lên được dồng đúng 2 năm là tôi ghép. Cũng ghép như kiểu kia, tháng 10 năm nay ghép thì sang năm tháng 10 tháng năm bắt quả. Thế cái cây hoàng mang về anh mang về trồng ấy, cái cây bưởi hoàng kia nó to bằng nào? Thì đây chú anh các chị. Đây các chị, đây tất cả đây là bưởi hoàng hết. 2 năm là mình sẽ được thế này. Là 2 năm là xong mình khoanh. Đến năm thứ 3 là bắt quả, là ghép là bắt quả. Thứ 4 là được ăn. Đây. 1 năm giờ 1 năm ghép rong và 1 năm vào, bắt quả 1 năm thì bây giờ được ăn. Đó. Đây là phải 4 năm. Đây tất cả những cây này đang tính nói với ông là những cây này của con là tầm khoảng độ như con cầm cây này phải 60 cân đến 50 cân. Yeah. Bố mày ông nhìn thấy quả cam của tôi toàn là quả nó giấu trong này ông nhìn. Toàn giấu đúng rồi. Ông mà nhìn trên mặt ông thấy đâu nhìn. Cây này là cũng là năm thứ tư đây đúng không? Thì năm thứ tư là được cân. Rồng 2 năm. 50 cân là không. Ghép 1 năm. Đúng rồi. 100 quả 1 năm. Đúng rồi. Nhiều quả lắm. Hiểu chưa? Đúng rồi. Đây luống này của tôi là làm thoát nước hết. Nhìn không? Nhìn đây, anh đã rồng trên cao rồi mà thoát nước thế này. Ông nhìn thấy rồi. Không chỉ nữa. Rồng trên cao rồi mà vẫn phải vẫn phải có rãnh như này. Rãnh này tới đây vẫn phải làm sâu một chút nữa. Đấy, năm ngoái thì nó cây nó hơi kém mình không dám đào xuống. Thì tới đây vẫn phải đào xuống 10 phân nữa để thoát nước tuyệt đối. Đấy. Nhìn thấy chưa? Xem chưa các ông xem chưa? Đấy. Đây cái gốc bưởi hoàng vẫn còn ở đây, cây này cây bưởi hoàng vẫn còn đây. Cái này nó bé quá con không ghép. Bé quá không muốn ghép nó. Phải ghép nó bé quá để không bỏ làm. Ui cây này gãy. Đấy. Thì nó chỉ có thế thôi. Còn đây cây Linh này. Đây là cây này là tôi mua, cây này là 50.000. Đây là của cháu nó bỏ nó cho ông, nhưng mà thôi mình trả tiền phân nó. Thuê 50.000. Thuê đến nhà chuyển về ngay đây thôi. Độc người mình chuyển, không thuê ai cả. Thuê mất 4 người làm, mấy này con cháu nó hộ. Thì là cây này là 50, tính về nhà là tầm khoảng 130 một cây này. Đây đất của tôi đây, đất tôi thẳng thế này mà tôi còn rồng đổi này. Thì của chú kia rồng thế này làm sao rồng được, rồng làm sao được ăn. Của thằng cậu của Ninh, làm sao rồng được ăn. Đất của tôi rất thoát nước mà dưới này còn sâu này. Đi học hỏi anh ạ, phải đi học hỏi thế này mới mở. Đây cây này, lúc này của tôi sâu này. Phải không? Đọc cái này đã thoát nước dưới đây rồi, đã đủ thấm rồi mà tôi vẫn phải rồng cao như này. Rồng cao này mục đích là gì? Nếu mình rồng cao này sau này nó không có đất thì mình lại vạ thêm đây vào. Lại đưa thêm vào. Đấy. Phải không? Mình lấy mỗi năm một du 1-2-3 xe ruộng thì lại vạ thêm vào đất, cái cây nó này ăn ra. Đấy, cây này càng rồng nổi bao nhiêu thì càng hiệu quả bấy nhiêu. Đấy, chứ không được làm trồng chìm xuống xong rồi tưới đủ đi, sau đi chơi mấy ngày liền xong về thấy được khô lại tưới tiếp. Ví dụ như cam chỉ thì cũng nên trồng nổi thế anh. Tất cả rồng nổi hết, không được rồng chìm. Rồng nổi hết, thích thì mình xong mình vén. Đây tôi có chỗ này đầy đất mà, tôi xúc cái rãnh đây cho chảy đây ra. Thì tôi chỗ này đưa sang bên này, chỗ này đưa sang bên này. Có phải không? Đã có thành rãnh đây xuống. Tức là thành dây rãnh xuống rồi, phải không? Mình phải tính toán trước, làm gì phải tính toán trước. Cần đã cao rồi. Cây này chết rồi anh. Cây này thì chắc là nó chết. Nó héo rồi. Chắc nó chết. Nó phải có sắt sắt. Đúng rồi. Vì cái cây nó cao này mà nó to này thì nó chắc nó chết. Thì như cây này thì rồng chỉ khoảng 2 năm sau là tôi ghép. Năm thứ tư tôi lại được chén rồi, những cây tầm khoảng 70-80 cân một cây. Đấy. Nói là đó là sự thật, không phải là bố là nói. Đấy, như cây này ông này, tới là con ghép hết vào đầu cành này.
mà gắt tới đỉnh cành, con không gắt là to này, nhưng mà gắt tận đầu cành này, nó ra lộc mới gắt tận đầu cành hết, thì cây mới được khoảng 5, 6, 7, 80 cân. Thế mình gắt thấp xuống đến tầm này thì lấy đâu ra được 7, 80 cân? Lấy đâu ra mầm? Người càng to thì phải người nó càng nặng chứ, người nhiều, sao nặng được phải không? Nhiều tay, đúng không?